Dung Nguyễn, hello mọi người ha. Hôm nay là ngày cuối tuần, bên em cũng rảnh rảnh cho nên đi ráp âm thanh dùm cho ông anh. Con ông anh ở trên ngã tư Bình Minh đặt ráp và âm thanh. Thì hiện tại mình đang trên đường đi, cũng sắp đến rồi. Sau lưng mình là lo bọng đi các thứ rồi đó, là mình dục xong xe luôn, chở lên ráp tận nơi luôn. Đó, các bạn thấy không? Mình là người bán hàng có tâm nhất qua đất. Rồi quay con đường cho mọi người xem ha. Đó, ở đây là cái chỗ dốc cây me. Dốc cây me đường lên ngã tới Bình Minh á. Mình sẽ quay cái ngôi nhà của anh này. Anh này có một cái sân chơi rất là thú vị. Đó, nhà của anh có một cái chỗ để ăn nhậu rất là thú vị luôn. Diện tích rất là lớn nha quý vị. Mẫu rưỡi đất ở ngay tại trung tâm thành phố. Phía bên trái đây nhà của ông Vân. Nhà ông Vân ngay đóng cửa rồi, đâu bán cà phê hộp. Bên trái nè, cái lò trống này đó. Đến rồi ha. Đó là gớm đó, kỹ gớm bên trái ha. Ông anh này thì ổng đam mê ca hát lắm rồi. Vô cổng nào đây. Đồ lọt đi. Ơi dưới dưới kia chút vào đây miếng được mà thôi, mở cửa ra chắc trở lại. Vô lọn anh ra mấy ha. Chạy vô trong luôn á, nói cho phụ chạy vô trong cái không chạy vô trong luôn chú ơi. Vô ráp âm thanh. Chạy vô ráp âm thanh đi chú. Vô luôn. Tự vô luôn. Rồi á, đây là cái lò nó chào cho mọi người lên xá này. Lớn lắm á mọi người. Đó, cùng này là vô ăn chơi là không ai biết luôn. Phía sau cuối nhà thì có cái chòi. Quan trọng sao đinh âm thanh nè, sình nó đấy sình không nhẹ mà. Đây nhà này là nhà ăn nhậu nè quý vị. Vợ con chào không? Dạ con đây còn là con ráp cái lò cho anh để là nhậu anh nhé. Là về không biết anh mới chạy đâu mà để đây là chưa về đúng không? Để con ngồi đợi đây. Tí tại nãy anh nghe anh điện rồi á, nghe có điện rồi trai nghe trai chứ thằng để lo bọng tụi con trước mà anh tính giờ lo xuống đây giờ con lo xuống đây rồi câu vô hát thử. Hồi kia hồi nãy nó hỏi dạ nó nói là ủa đâu có nghe nhà nghe hỏi cho em đi chơi dạ mát mẻ ha, mát đây mát quá. Hôm qua cũng mới nhậu đây nè. Dạ. Hôm qua có anh nhà không? Có à, có chú là ráp loài lên nè. Mọi người có ai ăn cơm không? Trộn cơm với ớt ăn nè. Đó. Bữa trưa. Ăn cơm trưa. Cay tới chiều.
ăn lần thao ớt chứ nhiêu đâu. Cái nào cần thì sắm chai cái đóng nắp lại xong. Đó, nó gọn. Tôi có sẵn người để luôn, con có sẵn luôn. Tủ âm thanh á. Muốn dời đâu dời vậy. Cái tủ giống như nhà sống á, không xài cái đóng ra luôn à, xong. Đó, vậy đi. Mày á. Làm đó đi ra sao làm. À, cái này là mình lắp đặt con Micho BF G8 nha. Và khúc cao cấp của BF. Với lại con van cơ xe sau. Xong lắp, nói chung là mình sẽ cáp với lại cái cặp loa Sansui này nè. Cáp thử cái âm thanh nó như thế nào ha. Này loa cổ quá nhỉ. Loa cổ. Sansui. Sansui mã luôn nè, mã S5010. Alo. Dạ rồi em đang ở đây nè. Rảnh chạy qua chơi. Rảnh có rảnh không? Rồi. Anh nghe không điện? Không có đâu. Ông hỏi qua chưa, con nói qua rồi. Đó. Cái âm ty này dây nguồn. Điện 110 trăm... nha. 110. Đây. Quay đó anh chị. Dạ, quay chơi mà, quay vlog. Chuyển qua chế độ Bluetooth. Đó, chụp cái app này là được. Chụp cái app sẽ... Nên là... Alo 1 2 6 7 9 10. Alo 1 2 6 7 9 10. Thầy giúp đâu mà tham. Alo 1 2 6. Số 5. Alo 1 2 6 7 9 10. Alo. 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 1 2 6 7 9 10. Alo 1 2 6 7 9 10. Alo. Tắt nhạc giùm anh cái lúc đi lấy thằng. Alo 1 2 6 7. Con này echo lên đã rồi. Hát bài lắm chứ bộ. 1 2 6 7 2 2 6 7 9 10. Thì có cái sub nữa thì nghe nó lực hơn. Cái bass á, nghe nó bùm bùm bùm, nghe nó tê hơn. Còn đây mình đang xài bass luôn, chứ không có xài sub. Trước tiên cho nó vô chút. Không mà cái bass con này nghe cũng vừa ha, cái bass nó nghe im luôn. Alo, 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 1 2 6 7. Chở thêm cái súp 5 tấc nữa, cáp với lại cặp loa Samsung hát cho nó hay ha. Làm gì?
cho mọi người nghe các âm luôn. Hạnh phúc trong tầm với đã không còn tới khi thiếu em trong đời. Tìm đến trên trời mây vẫn thương một người giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặt nhau hững hờ để tiếng yêu giang vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mai vô tình đến bao giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã sâu cuốn ta mệt mỏi. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu ngày tháng hoa mong đó cùng niềm vui nói sầu. Sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ buồn mình trong nỗi nhớ. Cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã thế chờ nhau sẽ về mùa xuân này đã trễ tàn phai não nề để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người đòi mãi trong đêm buồn. Đó ông Thanh xong giờ tụi em rửa rửa ông Thanh. Vậy có ba người quá hả? Ăn đi với... à, ăn bánh xèo đi mày. Bánh đâu? Đâu không? Mày để bỏ đi để anh quên rồi lại chút tao dẹp để chỗ nào. Giờ là bên mình rắp xong rồi, tới giờ ăn nhậu luôn ha. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ cho Duyên Studio ha. Bây giờ xin phép chào tạm biệt mọi người.